Hướng đi bất ngờ của cơn bão mới nhất gần Philippines Cơn bão mới mạnh lên khi tiến sát Trung Quốc, khả năng đổ bộ cấp siêu bão Bắt nghi phạm sát hại một người nước ngoài trước trung tâm thương mại Một người Việt bị bắn tử vong trên đường phố Campuchia Chồng đánh vợ tử vong trong đêm vì nghi ngoại tình Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Viettimes. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu là thông tin mới nhất cập nhật tình hình thời tiết. Theo đó, trong khi Philippines chưa khắc phục xong hậu quả của cơn bão số 2 thì cơn bão Khanun khác đang mạnh lên nhanh chóng khi di chuyển về phía bắc của đất nước này. Theo tin bão mới nhất, bão Khanun không chỉ ảnh hưởng đến Philippines, Trung Quốc mà còn cả Nhật Bản. Trong bản tin dự báo thời tiết lúc 11 giờ ngày 30 tháng 7, cục quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines, pasaga cho biết bão Kanon Philippines gọi là bão Falcon cách Luzon 1.180 km về phía đông, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Bão Kanon mang sức gió duy trì tối đa 95 km một giờ và giật lên tới 115 km một giờ. Theo trang Crisis 24, tính đến 12 giờ ngày 30 tháng 7 theo giờ Nhật Bản, tâm bão Kanon cách căn cứ không quân Kadena, Okinawa, Nhật Bản khoảng 1.026 km về phía Nam Đông Nam. Các mô hình dự báo bão cho thấy cơn bão sẽ mạnh lên trong những giờ tới khi nó di chuyển theo hướng bắc tây bắc, sau đó đi theo hướng tây bắc qua biển Philippines từ nay cho đến ngày 31 tháng 7. Bão Khanun được dự báo sẽ đi qua giữa đảo Okinawa và đảo Miyako của Nhật Bản vào đầu ngày 1 tháng 8, sau đó hệ thống này có khả năng duy trì cấp độ bão khi di chuyển theo hướng tây bắc qua biển Hoa Đông trước khi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc vào cuối ngày 2 tháng 8. Sau khi đổ bộ, Kanun được dự báo sẽ suy yếu khi di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó theo hướng Bắc Tây Bắc qua Chiết Giang đến tỉnh An Huy vào đầu ngày 4 tháng 8. Dự báo về đường đi và cường độ của bão Kanun vẫn chưa chắc chắn, nhiều khả năng còn có những thay đổi đáng kể trong những ngày tới. Sáng ngày 30 tháng 7, cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA đã ban hành khuyến cáo rông bão màu vàng mức thấp nhất trên thang 3 cấp trên đảo Okinawa và khuyến cáo người dân ở khu vực Okinawa và Amami hạn chế ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết, tránh ra cửa sổ trong nhà và hết sức đề phòng bão từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8. Các nhà chức trách có thể đưa ra các cảnh báo mới hoặc cập nhật các khuyến cáo hiện có trong suốt quá trình bão phát triển trong những ngày tới. Lượng mưa lớn kéo dài có thể gây ra lũ lụt ở những vùng trũng thấp và những vùng có hệ thống thoát nước dễ bị ngập. Trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, có thể phải sơ tán cục bộ, đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Thời tiết khắc nghiệt có thể gây ra gián đoạn kinh doanh, giao thông ở một số cây cầu và đường bộ, cũng có thể xảy ra gián đoạn chuyến bay tại các sân bay trong khu vực, các cảng cũng có thể bị đóng cửa tạm thời. Thưa quý vị, cơn bão Khanun này cũng có nguy cơ lớn khi đang tiến sát Trung Quốc, được dự đoán sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến đất nước này. Cơn bão Khanun đang mạnh dần lên, mắt bão rõ ràng hơn và có khả năng đổ bộ vào các khu vực ven biển của Trung Quốc dưới dạng bão mạnh hoặc siêu bão. Bản tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết Đài Loan Trung Quốc CWB cho biết, lúc 14 giờ ngày 30 tháng 7, tâm bão Khanun Cách điểm cực nam Nga Loan của Đài Loan, Trung Quốc, 1.270 km về phía đông Đông Nam, di chuyển với tốc độ 24 km một giờ theo hướng Bắc Tây Bắc. Theo tin báo của CWB, Kanun có bán kính 220 km và đang có sức gió duy trì tối đa 119 km một giờ và gió giật lên tới 155 km một giờ. Dự báo, cơn bão hình thành từ một vùng áp thấp nhiệt đới ở Tây Thái Bình Dương vào ngày 29 tháng 7, có thể đi qua Đài Loan gần nhất trong ngày mùng 2 tháng 8, sau đó vào Trung Quốc đại lục vào ngày mùng 3 tháng 8. Trong diễn biến liên quan tới đường đi của bão Khanun, Đài NHK lưu ý, bão Khanun có thể tiếp cận vùng biển phía nam của Nhật Bản và có thể ảnh hưởng tới Okinawa và Amami của nước này trong ngày 31 tháng 7 và mùng 1 tháng 8. Tin báo mới nhất của cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, bão Khanun đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 15 km/h vào lúc 21 giờ ngày 30 tháng 7. Cơn bão có áp suất khí quyển trung tâm là 970 hectopascal với sức gió lên tới 126 km h ở gần tâm bão và gió giật lên tới 180 km h Gió có thể lên tới 90 km h ở Okinawa và lên tới 82,8 km h ở Amami trong ngày 31 tháng 7. Các quan chức thời tiết Nhật Bản cảnh báo do ảnh hưởng của bão Kanun, lượng mưa dự kiến lên tới 100mm trong 24 giờ cho đến tối ngày 31 tháng 7 tại những khu vực này. Cũng liên quan tới bão Kanun, Tân Hoa Xã thông tin, 18 giờ tối ngày 30 tháng 7, tỉnh Chiết Giang phía đông của Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4, cấp đầu tiên trong hệ thống cảnh báo 4 cấp, khi cơn bão Kanun tiến gần hơn. Các chuyên gia khí tượng dự báo Triều Cường sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển Chiết Giang từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 do ảnh hưởng của bão Khanun, với thủy triều dọc một số đoạn bờ biển dâng cao hơn mức cảnh báo. Theo thông tin mới nhất của Thời báo Hoàn Cầu, bão Khanun dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc trong ngày 31 tháng 7, khi dần dần tiếp cận khu vực ven biển của tỉnh Chiết Giang Trung Quốc, đồng thời tiếp tục tăng cấp là cơn bão số 6 trong năm nay ở Trung Quốc. Bão Khanun đang mạnh dần lên với hệ thống mây có cấu trúc đối xứng, mắt bão đang dần rõ ràng hơn. Trong quá trình đó, cơn bão sẽ tăng sức mạnh do nhiều yếu tố như nhiệt độ nước biển tương đối cao. Bản tin dự báo bão ngày 30 tháng 7 cũng nhận định khả năng Khanun đổ bộ vào các khu vực ven biển của Chiết Giang trong khoảng thời gian từ chiều đến đêm ngày 2 tháng 8 với cường độ mạnh hoặc đổ bộ dưới dạng bão mạnh hoặc siêu bão. Tin bão của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho hay, bão Khanun nằm ở vùng biển cách thành phố Ninh Ba Chiết Giang khoảng 1.606 km vào khoảng 14 giờ chiều ngày 30 tháng 7. Theo động lực và xu hướng phát triển của bão Khanun, cơ quan an toàn hàng hải Ninh Ba đặt khu vực ven biển Ninh Ba ở trạng thái ứng phó khẩn cấp cấp 3 từ 15 giờ chiều ngày 30 tháng 7. Tính đến 14 giờ chiều cùng ngày, 11 tuyến vận tải phà trong tổng số 29 tuyến ở vùng biển Ninh Ba đã bị đình chỉ. 24 dự án ven biển cũng bị đình chỉ và 429 tàu xây dựng đã triển khai các biện pháp an toàn để tránh gió và bão. Ngày 30 tháng 7, Hồng Kong Airlines thông báo hủy hai chuyến bay giữa Hồng Kông Trung Quốc và Okinawa Nhật Bản trong ngày 31 tháng 7. Starlux Airlines cũng hủy các chuyến bay giữa Đài Loan, ở đảo Đài Loan và Okinawa vào ngày 1 tháng 8, đồng thời điều chỉnh thời gian khởi hành cho nhiều chuyến bay giữa hai điểm đến này trong các ngày 31 tháng 7, 2 và 3 tháng 8. Do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri, cơn bão số 5 trong năm nay ở Trung Quốc, cuối tuần qua, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) phát cảnh báo đỏ, cấp cao nhất về mưa bão ở thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận trong ngày 30 và 31 tháng 7. Chuyển sang những thông tin về an ninh trật tự. Liên quan tới vụ việc một người nước ngoài bị sát hại trước Trung tâm Thương mại tại Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Sơn, 24 tuổi, trú tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra về hành vi giết người. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 30 tháng 7 tại khu vực sảnh của một trung tâm thương mại trên địa bàn phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Ông Sinan Egun, 52 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đang đi bộ thì bất ngờ bị một đối tượng la mặt cầm dao xông đến đâm ông này tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân, đồng thời truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Sơn. Một số nhân chứng tại trung tâm thương mại, nơi xảy ra vụ việc này cho biết, Sáng cùng ngày, đối tượng Trần Văn Sơn đã lẻn vào trung tâm thương mại để trộm tài sản thì bị bảo vệ phát hiện và ngăn chặn. Có thể nảy sinh thủ tức, Sơn đã thủ dao quay lại trung tâm để tìm bảo vệ trả thù. Tuy nhiên, do không thực hiện được ý định của mình, nên trên đường thoát ra khỏi trung tâm thương mại, Trần Văn Sơn đã gặp người đàn ông ngoại quốc trên nên dùng dao đâm ông này để trút giận. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Một vụ việc khác cũng đang được dư luận quan tâm. Tại Campuchia, một người Việt đã bị bắn tử vong sau khi cãi vã với hung thủ. Hiện lực lượng chức năng Campuchia đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc và truy nã nghi phạm. Ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, xác định danh tính người bị hại, yêu cầu phía Campuchia điều tra, bắt giữ hung thủ và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để thông báo cho gia đình nạn nhân hướng dẫn các thủ tục cần thiết để giải quyết vấn đề hậu sự. Theo The Times dẫn nguồn tin cho biết, nạn nhân và hung thủ cãi nhau trước khi án mạng xảy ra. Sau khi xảy ra cái vã, nạn nhân định bỏ đi nhưng hung thủ đột ngột rút súng và bắn chết nạn nhân tại chỗ, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường trên một chiếc Lexus RX300. Cảnh sát được cho là đã bắt hung thủ. Thi thể nạn nhân được đưa đến chùa Stung Minjaye để chờ người thân đến nhận và lo hậu sự. Thưa quý vị, chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình và muốn hại mình mà một đối tượng ở tỉnh Đồng Tháp đã dùng hai khúc gỗ đánh vợ khiến nạn nhân tử vong vào chiều ngày 30 tháng 7. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Ung, 54 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, chồng của nạn nhân để điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra, 0 giờ 15 phút ngày 30 tháng 7 Cơ quan công an nhận được tin đối tượng Ung đang đánh vợ là chị HTX, sinh năm 1971. Lực lượng công an xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, đến nhà của Ung thì thấy khóa cửa. Bên trong nhà, Ung cầm thanh gỗ đứng bên cạnh chị X đang nằm bất động, máu chảy nhiều vùng đầu và mặt. Lực lượng công an xã phá cửa vào nhà và khống chế Ung đưa về trụ sở. Chị X được khẩn trương đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng do vết thương nặng đã tử vong. Ung khai nhận, Do nghi ngờ vợ ngoại tình và muốn hại mình nên đã dùng khúc gỗ đánh dẫn đến tử vong. Mua bán và vận chuyển ma túy vẫn đang diễn ra rất phức tạp, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu vùng xa. Lực lượng chức năng vẫn đang triển khai lực lượng điều tra, ngăn chặn và xử lý các vụ việc tiêu thụ chất cấm này. Mới đây, công an tỉnh Hà Giang cho biết, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện Quảng Bình vừa bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng là Lừa Xeo Xèng sinh năm 1979 trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang và Hoàng Văn Phà sinh năm 1982 trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang thực hiện hành vi trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của Lừa Xeo Xèng thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tăng vật thu giữ gồm một ba lô có chứa 20 bánh heroin. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành giữ khẩn cấp đối với hai đối tượng, đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng. Tại nhà riêng của Lưu Xeo Sàng, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm một bánh heroin, 11 hộp pháo hoa nổ có tổng khối lượng là 18kg xuất xứ từ nước ngoài và một số đồ vật khác có liên quan. Được biết, hai đối tượng Lưu Xeo Sàng và Hoàng Văn Phà có mối quan hệ gia đình với nhau. Chúng thường xuyên trao đổi và móc nối để mua bán hàng cấm. Cơ quan công an đã tiến hành lấy mẫu tăng vật để trưng cầu giám định. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục được điều, điều tra, làm rõ vụ án. Cuối cùng là thông tin đáng chú ý về hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn trận đấu cuối tại bảng nghe gặp đội tuyển nữ Hà Lan. Rất nhiều người hâm mộ đang hy vọng các cô gái vàng có thể tìm kiếm bàn thắng lịch sử ở World Cup nữ 2023. Ghi bàn ở World Cup 2023 là quyết tâm của đội tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu bước ra sân khấu thế giới. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ còn một cơ hội cuối để thực hiện mục tiêu này. Khi gặp đội tuyển nữ Hà Lan trong trận đấu lúc 14 giờ chiều ngày 1 tháng 8, trong hai trận đấu đã qua tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam không thể tung ra cú dứt điểm nào khi thua đương kim vô địch Mỹ 0-3 ở trận gia quân và có 5 pha dứt điểm, một trúng đích khi thua đội tuyển nữ Bồ Đào Nha 0-2. Huỳnh Như và các đồng đội rơi vào tình thế khó trên hành trình tìm kiếm bàn thắng lịch sử, trong khi buộc phải tập trung, phòng ngự trước các đối thủ mạnh. Nếu đẩy cao đội hình như ở trận gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, Hà Vòng Ngự đội tuyển nữ Việt Nam không thể trụ vững trước áp lực trong thế trận đôi công. Đội tuyển nữ Việt Nam thiếu những phương án tiếp cận vòng cấm đối phương, khi chỉ có thể huy động 2 đến 3 mũi tấn công trong những đợt lên bóng do phải ưu tiên hơn cho khâu phòng ngự. Mà khác, huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng phân tích rằng, các đối thủ chơi áp sát rất quyết liệt khiến đội tuyển nữ Việt Nam khó lòng chơi bóng. Ở trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức, đội tuyển nữ Việt Nam có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn, chín lần dứt điểm và ghi bàn khi đối thủ chơi phòng ngự khu vực đội tuyển nữ Việt Nam còn gặp vấn đề trong việc tận dụng những tình huống cố định. Thể hình bất lợi khiến các học trò huấn luyện viên Mai Đức Trung khó lòng rót bóng thẳng vào vòng cấm để tạo cơ hội dứt điểm, trong khi bóng chết vốn là hy vọng để các đội yếu hơn gây bất ngờ. Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã ghi được hai bàn thắng ở các trận giao hữu với đối tượng mạnh hơn là đội tuyển nữ Đức và đội tuyển nữ Ba Lan. Điểm chung của hai bàn thắng này đều diễn ra ở những phút cuối và bởi cầu thủ trẻ. Cụ thể, Thanh Nhã, 21 tuổi, đã ghi bàn trước đội tuyển nữ Đức ở phút 90 2. Còn Vạn Sự, 22 tuổi, đã chọc thủng lưới U23 nữ Ba Lan ở phút 88. Theo lý giải của huấn luyện viên Mai Đức Trung, những cầu thủ trẻ và nhanh nhẹn có khả năng thể hiện tốt hơn khi đội tuyển nữ Việt Nam phải chạm chán với những đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực đáng chú ý, đội tuyển nữ Việt Nam đã khoan thủng hệ thống phòng ngự của đội tuyển nữ Đức và U23 nữ Ba Lan khi đối thủ lỗ ra khoảng trống sau lưng, để rồi thanh nhã và Văn sự thoát xuống ghi bàn. Ở trận đấu sắp tới, đội tuyển nữ Hà Lan nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình ở mức độ cao hơn so với đội tuyển nữ Mỹ và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Bởi lẽ, đội bóng châu Âu có thể sẽ phải đua chỉ số phụ với đội tuyển nữ Mỹ để tranh ngôi nhất bảng E trong bối cảnh khắc nghiệt của đấu trường World Cup hai bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Đức và U23 nữ Ba Lan có thể là hy vọng về tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam khi đối đầu với đội tuyển nữ Hà Lan trên sân Francis 3 Những thông tin trên cũng đã kết thúc tạp chí Việt Times của chúng tôi. Hy vọng với những thay đổi tích cực cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số sẽ giúp các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều và hấp dẫn hơn. Nếu thích Việt Times, đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.